Chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn lần thứ nhất được tổ chức thành công năm 2022 với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật 7 nước gồm Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Đây là sáng kiến nổi bật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương về thực thi pháp luật biển vì một vùng biển hòa bình, thịnh vượng và an ninh an toàn. Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã tổ chức thành công nhiều đợt tuần tra chung cùng Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Trong thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như hội đàm cấp cao, tuần tra liên hợp, giao lưu sĩ quan trẻ, cử tàu thăm, chia sẻ thông tin về tàu cá trái phép, cứu hộ cứu nạn trên biển. Hai bên chúng ta nên tạo dựng tấm gương sáng trong việc hợp tác giữa hai lực lượng trong khu vực hàng hải. Chúng ta cũng cần đóng góp tích cực cho việc gìn giữ an ninh trật tự hàng hải trên biển. Cảnh sát biển Việt Nam đã tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động đa phương, bao gồm Trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển, cướp có vũ trang, chống lại tàu thuyền tại châu Á, Hội nghị những người đứng đầu cảnh sát biển các nước châu Á, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, Đối thoại thực thi pháp luật trên biển, Hội nghị Cảnh sát biển toàn cầu, Diễn đàn Tư lệnh lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước Đông Nam Á. Cảnh sát biển Việt Nam là một trong những trung tâm đầu mối chia sẻ thông tin của trung tâm RICAP, đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang, chống lại tàu thuyền tại khu vực châu Á. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, chủ động thực hiện có hiệu quả các cái thỏa thuận đã được ký kết với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước có vùng biển tiếp giáp và liên kề với vùng biển Việt Nam, đồng thời tham gia một cách đầy đủ và có trách nhiệm đối với các diễn đàn song phương, đa phương, quyết tâm cùng nhau xây dựng khu vực Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển. Việc củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị và xây dựng lòng tin chiến lược với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước sẽ góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.